Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình đã trở lại ở đây. Và hôm nay sẽ là một cái video tiếp tục, là một cái video chia sẻ cho các bạn. Đấy, thì nói chung thì trong những ngày như thế này thì mình bận việc đi học đồ, thì mình sẽ là làm những cái video chia sẻ đồ nhiều hơn. Đó, coi những cái câu hỏi nào của các bạn hỏi mình nhiều á, thì mình sẽ tổng hợp lại và sẽ làm trong những cái video như thế này. Đấy, cho các bạn tham khảo và có thể nuôi hamster của bạn nó sẽ ok hơn nha. Và nói chung của ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho các bạn cũng khá là quen thuộc thôi. Đó chính là nuôi hamster sinh sản. Đó, và đặc biệt là hôm nay mình sẽ giải đáp cho bạn một cái câu hỏi mà có rất là nhiều bạn hỏi mình luôn, là hamster á, thì khi nó có bầu á, thì mình để nhận biết nó có bầu á, thì nó sẽ nhận biết như thế nào. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cái video này để các bạn có thể tham khảo và có thể dễ dàng nhận biết hơn nha. Ok, rồi thì nói chung á, là về cái vấn đề mà nuôi hamster sinh sản đồ chẳng hạn á, thì mình cũng đã làm qua nhiều cái video cho các bạn xem rồi, nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình luôn, đó không phải luôn. Đấy, vì thế là hôm nay mình sẽ làm thêm một cái video này, mình sẽ thêm một vài cái nội dung nhỏ nhỏ vào trong video này để cho nó đầy đủ hơn và để cho các bạn tham khảo bạn nuôi hamster sinh sản nó sẽ ok hơn nha. Cái câu hỏi đầu tiên mà các bạn hỏi mình rất là nhiều luôn, hầu như là có khi là mỗi ngày các bạn đều hỏi mình hết. Đấy, làm như thế nào mà các bạn có thể nhận biết được hamster cái nó đang có bầu, đấy, nó đang mang bầu. Đấy, thì để mà nhận biết con hamster của bạn nó có bầu hay là chưa thì phụ thuộc vào người nuôi rất là nhiều. Đấy, phụ thuộc vào bạn rất là nhiều nha. Vì khi mà trong quá trình của bạn nuôi thì các bạn sẽ quan sát nó, thì các bạn sẽ dễ nhận biết nó có bầu hay là không hơn. Đó, thì đối với những cái con chuột nhỏ như thế á, thì khi mà nó có bầu các bạn thì các bạn cũng đã xem ở trên các hội cũng như là trên các Google rồi, người ta chỉ rồi đúng không, là cái bụng nó sẽ bự hơn. Đó, thì nó sẽ gọi là tròn hơn, cái bụng nó sẽ tròn hơn chứ không phải nó sẽ ốm như bình thường như thế này. Đấy, và các bạn sẽ thấy cơ thể của nó mập hơn hàng ngày rất là nhiều, tại vì nó có bầu thì nó sẽ mập hơn, đồng thời nó sẽ ăn nhiều hơn nữa. Đấy, thì đó là những cái biểu hiện con chuột bạn nó có bầu. Trong quá trình bạn nuôi thì các bạn quan sát nó, thì tới khi mà con chuột cái của bạn nó có bầu thì các bạn sẽ dễ nhận biết hơn. Đó, còn cái việc mà các bạn gửi ảnh cho người này người kia xem đồ á, thì người ta cũng rất là khó xem luôn. Đó, rất là khó nhận biết luôn, tại vì qua hình ảnh đồ thì nó rất là khó. Với lại là mỗi cái góc độ khác nhau thì sẽ nhìn cái con chuột nó sẽ khác nhau nha các bạn. Còn mà nếu như mà con chuột của bạn mà còn một vài hai ba ngày nữa nó đẻ thì cái bụng nó sẽ rất là to luôn. Đó, ti đầu nó lộ rất là nhiều. À quên nữa, mình sẽ nói kỹ vào cái phần này là cái từ ti là cái gì đúng không. Đó, thì nói chung là cũng có khá là nhiều bạn chưa biết cái từ ti là cái gì. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nói hoạch tẹt luôn nha. Thì cái từ ti là có nghĩa là cái dí dú của con chuột á các bạn. Đó, nói lịch sự là cái từ ti, còn nói mà kiểu dân giả là cái vú của con chuột á. Đấy, thì khi mà con chuột mà nó có bầu thì nó sẽ lộ những cái vú của nó ra, đấy, hai bên như thế này. Rồi, và tiếp theo đó chính là một cái câu hỏi mà cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình, đó chính là cái khoảng thời gian mà từ khi mà con chuột nó là thụ tinh xong, đấy, với lại là đến khi có bầu là khoảng bao nhiêu. Thì cái này là mình không biết được nha các bạn. Đấy, không biết trước được luôn. Theo mình, theo cái nhân của mình là như thế. Tại vì con chuột được với con chuột cái mà các bạn cho nó ở chung á, thì nó thụ tinh là có khi là một lần nó sẽ thành công. Còn nếu như mà nó không thành công lần thứ nhất á, thì có thể là lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là lần thứ tư, thì tùy theo con thôi. Đó, chứ không phải là các bạn thấy con đực nó giao phối với con cái là nó sẽ thành công liền đâu nha. Đấy, không phải như thế. Có con thì một lần thì nó sẽ thành công thôi. Thì nói chung thì khi nào mà có giao phối thành công á, thì con cái nó sẽ gọi là bắt đầu có bầu. Đấy, thì mình đón khoảng đâu đó là một tháng hoặc là 2-3 tuần gì đó thì nó sẽ bắt đầu vào giai đoạn có bầu nha các bạn. Đấy, thì nói chung là khi nào mà các bạn thấy những cái biểu hiện như là cái bụng nó bự hơn hàng ngày một tí thì các bạn bắt đầu tách cái con đực ra là vừa nha. Đấy, thì các bạn đừng có để gọi là con đực ở chung với con cái, tại vì khi mà con đực nó ở chung với con cái thì khi mà con cái nó đẻ con ra thì con đực có thể là ăn mấy con chuột hamster baby. Đấy, vì thế là các bạn nên tách con đực ra cho nó an toàn nha. Ở khi nào mà con cái nó nuôi con lớn rồi đó thì các bạn có thể con để con đực vào bình thường, và cách khoảng thời gian nha các bạn, chứ các bạn đừng có để con đực vào liền nha. Rồi, và để nuôi mấy cái con chuột này mà nó sinh sản các bạn thì nói chung là cũng khá là đơn giản thôi. Thì các bạn đừng có gọi là gây áp lực quá. Đấy, nói chung cũng rất là đơn giản thôi, các bạn cứ để tự nhiên và con chuột cái nó sẽ biết tự động nha các bạn. Thì đây là cái bẩm sinh tự nhiên của nó thì nó sẽ biết tự động nuôi mấy con chuột con thôi. Đấy, các bạn đừng có bận tâm gì hết.
Thì trước ngày mà mấy con chuột này nó đẻ thì các bạn thay lót chuồng nha, thay cái lót chuồng mới đi. Để thôi mà khi mà con chuột mẹ đẻ con chuột con ra thì các bạn không thể thay được. Thì vì khi các bạn thay lót chuồng trong cái quá trình mà con chuột nó đang mẹ nó đang nuôi con 1-2 ngày đầu á, thì có thể là ảnh hưởng đến cái tổ của con chuột mẹ. Đấy, có thể là con chuột mẹ nó sẽ bỏ con hoặc là ăn con luôn. Đấy, thì các bạn lưu ý điều này nha. Đấy, các bạn thay lót chuồng trước khi mà con chuột cái nó đẻ một vài ngày. Đấy, và các bạn lót chuồng thì các bạn lót bằng mùn cưa nha, để cho nó làm tổ, với lại là mùn cưa thì nó sẽ im hơn, mấy con chuột con nó nằm nó sẽ im hơn nha. Còn các bạn lót cát sang rồi thì mình thấy là không nên, các bạn nên lót mùn cưa nha. Rồi còn về thức ăn thì các bạn vẫn cho nó thức ăn bình thường nè, bình nước để bình thường đầy đủ cho con chuột cái nó ăn nha. Còn đồ chơi á, thì theo mình thì các bạn nên lấy tất cả đồ chơi ra nha, bao gồm queo luôn đó, lấy queo và nhà đồ tất cả thứ luôn. Tại vì các bạn để đồ chơi vào á, thì nhiều khi con cái nó ham chơi, đấy nó ham chơi thì nó sẽ bỏ con, nó không cho con nó bú và dẫn đến là mấy con chuột con nó sẽ chết. À, một cái nữa là mình thấy có rất là nhiều cái trường hợp mấy con chuột của bạn nó ăn con đó, biểu hiện con chuột ăn con á là có là thường á là những con chuột cái nó đẻ lần đầu tiên nha các bạn, lần đầu tiên thì nó sẽ thường ăn con. Đấy, ví dụ như con này nó đẻ được 2 lần nha các bạn. Đấy, mà lần đầu tiên thì nói chung là nó ăn con, mà nói chung là nó không có biết chăm sóc con gì hết. Đấy, nói chung là nó không nuôi con luôn. Thì những con chuột đầu tiên thì thường thì nó sẽ như vậy. Cũng có con thì nó vẫn là nuôi con bình thường, có con thì nó đẻ lần đầu thì nó không nuôi luôn, thậm chí nó ăn con luôn. Ví dụ như là con này, và lần thứ hai thì con này nó mới bắt đầu biết nuôi con nha các bạn. Thì nếu như mà con chuột của bạn nó ăn con lần sinh sản đầu tiên nữa thì các bạn đừng buồn. Đó, các bạn cứ để con cái nó nghỉ ngơi một vài ngày rồi cho con đợt bào ghép lại thì nó sẽ sinh sản lần thứ hai. Lần thứ hai thì mấy con chuột này nó sẽ có kinh nghiệm hơn và nó sẽ nuôi con ok hơn nha các bạn. Và cái khoảng thời gian mà từ khi mà mấy con chuột này nó đẻ ra tới khi mà con chuột con nó gọi là lớn nó biết ăn đó, là mình sẽ đón khoảng là khoảng 1 tháng các bạn, khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi tùy theo con nha. Đấy, thì nói chung khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì những con chuột baby từ ngày nó đẻ ra luôn nha thì nó sẽ bắt đầu biết ăn. Thì khi đó các bạn có thể là mua cúm gạo rồi đó, hoặc là yến mạch đồ, hoặc là bánh đồ mềm mềm á cho mấy con chuột con nó tập ăn nha, hoặc là sâu được cũng được. Nó biết ăn một vài hôm thì nó sẽ bắt đầu nó biết uống nước nha các bạn, và nó sẽ ngừng bú sữa nha. Ngừng bú sữa thì các bạn có thể tách con chuột mẹ ra được rồi, và các bạn cho con chuột mẹ nghỉ ngơi nha, nghỉ ngơi có khoảng 1-2 tuần gì đó rồi các bạn có thể bỏ con chuột đực vào bình thường nha. Còn các bạn đừng có để liền thì có khi là con chuột đực nó sẽ giao phối tiếp tục với con chuột cái, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con chuột cái rất là nhiều luôn. Rồi thì trong quá trình mà các bạn nuôi hamster sinh sản á, thì trong quá trình mà con cái nó đang chăm con á, thì các bạn hạn chế nha, hạn chế gọi là quan sát mấy con chuột này một tí. Mình biết á là các bạn khi mà các bạn mấy con chuột này nó sinh sản á, thì các bạn rất là thích nhìn cái con chuột này để nó đang chăm con hoặc là nó cho con bú đó, mình biết vậy luôn đó, rất là thích luôn. Tại vì lúc trước mình cũng như vậy mà đó, cho nên là nếu như mà các bạn thích quá thì các bạn có thể gọi là xem ở khoảng cách rồi nè, xa xa một tí, các bạn đừng có gọi là đụng chạm gì đó nhiều. Đấy, trừ khi đến tới giờ mà các bạn cho nó ăn đồ ăn rồi á, thì các bạn để thức ăn chén thức ăn vào hoặc là thay cái bình nước rồi xong đó, các bạn đừng có đụng vào nhiều nha. Cái này mình khuyên các bạn là để ở cái nơi nào mà nó là yên tĩnh một chút thôi đó, yên tĩnh và ít người qua lại thôi, chứ các bạn đừng có nên gọi là lấy khăn đồ chùm kín luôn nha. Chùm kín thì nó sẽ rất là nóng và nó rất là ngợp và có thể là ảnh hưởng đến con chuột mẹ nữa đó. Bạn cứ để cái lồng nó bình thường như này, để khóa cửa rồi an toàn nha, đừng có cho chuột mẹ nó chạy ngoài nha. Chờ khoảng tháng rưỡi thì mấy con chuột này nuôi con lớn rồi thì các bạn có thể gọi là bế lên chơi bình thường như thế này, đấy rất là ok luôn. Rồi, thì đó là một vài điều mà các bạn lưu ý trong quá trình bạn nuôi hamster sinh sản. Còn về cái thức ăn đâu á, thì các bạn vẫn cho nó ăn thức ăn ngũ cốc bình thường. Ngoài ra thì các bạn có thể mua phô mai nè, cũng như là một số loại thức ăn dặm khác để mà các bạn có thể gọi là bồi bổ cho con chuột mẹ nó có sữa hơn, và với lại là nó sẽ không bị ốm sau khi sinh các bạn. Đấy, bởi vì trong quá trình mà con mấy chuột này nuôi con á, thì nó nuôi khoảng 3-4 con chuột nhỏ lần đó, vì thế là các bạn phải bổ sung chất dinh dưỡng được cho nó khá là nhiều, để thôi là sau khi sinh thì nó sẽ bị ốm đó, nó bị ốm thì sức khỏe nó sẽ bị giảm rất là nhiều luôn nha. Các bạn nên lưu ý với cái thành phần dinh dưỡng được cho nó. Ok, và đây là những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mà mình nuôi hamster sinh sản đồ, thì mình muốn chia sẻ lại cho các bạn trong cái video này, để cho các bạn nào mà đang nuôi hamster sinh sản hoặc là chuẩn bị nuôi hamster mà muốn ghép cặp cho nó đẻ rồi đó, thì các bạn có thể tham khảo video này của mình. Và khi mà có mấy con chuột của bạn sinh sản ra thì các bạn có thể nuôi chuột của bạn nó ok hơn nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha, là một cái video ngắn ngắn để chia sẻ cho các bạn thôi nha. Rồi, và nếu như các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn nha. Rồi, và nếu như mà các bạn thấy video này nó có thiếu một vài cái chi tiết gì đó thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới, mình sẽ gọi là gộp lại những cái bình luận của các bạn và mình sẽ làm thêm một cái video nữa cho nó gọi là đầy đủ nhất, để những bạn vào kênh của mình xem sao á thì các bạn đó có thể gọi là tham khảo và với cái nội dung của nó đầy đủ nhất nha. Đó. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem. Rồi, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.